Tiếp. Tôi chưa thấy mấy ông nào phá đồ phá xóm như mấy ông luôn. Ba tôi mà có mấy thằng hàng xóm thì tôi rải đến chết với ông luôn đấy. Đây, chào các anh em nhé. Hôm nay mình lên coi hơi cho chiếc Ford Ranger Phiêu chắc này. Đây mấy bác đang tét còi này. Tắt cái còi đi cho nó êm đi Dương ơi. Cho. Tắt cái còi đi, tắt đi. Tí rồi bật. Đây là còi ong này. Vậy phải chu xuống dưới đây. Này, vì anh em thấy cặp còi ong này, thấy không? Mày chu như chó. Đây là một cây 1m và một cây 75 này. Đây là khách đi hết rồi, khách đi dưới gầm hết rồi. Ống thì xài ống hơi 10. Thực ra thì còn em nghĩ là chỉ xài ống hơi 8 là đủ rồi, không cần phải 10 đâu. Có cần phải đổi sao ống 8 ông tím, đổi sao ông 8 test cho xem. Cái không hay hả? Đã thử chưa? Trời ơi, thấy cái nãy bác đẻ 8kg em điều áp xuống 4kg mà em nó kêu như thế rồi. Đây là cò nha. Ok. Thế con thử kêu không? Kêu nhờ là cái bộ cũ của khách là nó không có lọc ẩm này, nước nó ra nhiều nên bộ này chắc phải lắp thêm lọc ẩm đầu vào. Chưa em chưa có điều áp lên mà. Đây là lọc ẩm đơn đầu ra này. Bình này chắc xài còi đảo à? Còi đảo mà chưa hẳn bình inox luôn, ghê vậy. Xài bình thường cho rẻ, bình inox đắt lắm á. Đây đang thử cái bộ bình thường thôi, vẫn là bơm 12V này. Nén cho bình ắc quy nè. Cắm ở đây chưa? Cắm ở đây bơm lên bơm vào đó, lên rồi đó, tăng lên rồi đó. Đâu, phải cắm vào ba một chiều chứ. À nó mới nhảy được đúng không? Ủa? Phải đây là cái dây này, cắm luôn nè. Cái này nó chống trả hơi ngược với bơm. Đúng rồi. Cái của anh nó có vát một chiều chưa? Bộ của anh nó có vát một chiều không? Có vát. Có vát trong bình rồi. Có vát một chiều trong bình hả? Có. Nhưng mà cái đấy có kiểm tra có thay được không? Van cục mà van to. Với lại nó có một cái như này. Khi mà nó ngắt á, nó phải xả được cái đoạn khí ở trong cái ống này ra. Máy của bác làm được chưa? Chưa. Đó, vậy bởi vì khi mà bác đề lại á. Nặng. Không, bây giờ bác cứ tưởng tượng đi. Cái xe máy của mình á, mà mình để số 3, số 1 đi, xong bác đề lên. Bác để ga nữa. Đúng không? Hiện tượng xảy ra. Đúng rồi, thì nó đang tính làm cái đề le xả đó. Bây đó, giờ bây giờ nó phải có cái rờ le xả 12. Tức là có điện, cái đấy gọi là van điện tử thường mở. Tức là lúc nào nó cũng mở hết, khi nào mà nó có điện á, thì nó sẽ đóng lại. Khi mà bác xả xong như vậy này, nó sẽ xả ra giống như cái bộ mà em review á. Cái bộ này nó chưa đủ nha, đó bác bơm lên đi. Nhanh là bởi vì bình nó nhỏ, bình lớn của bác nén có thể sẽ lâu hơn. Bây giờ bác xả hết khí trong bình bác ra chưa? Rồi hết rồi đó. Bắt tiếp lên đi. 8kg đúng không? Bắt rồi đúng không? Hôm nay đang vô bình rồi nén mà. Nén tiếp đi. Bắt thử bật. Mở bên kia cho nó vô bình nó luôn đi. Bắt cứ thử nén tiếp đi. Em xem coi nó nén được bao nhiêu. Thằng này là để vá an toàn đó, quá 9kg là nó sẽ tự xì, nó chống nổ bình. Có phải có cái này nữa chưa, lên thử coi nó đi nhiều hơn không? Đợi em tới, em cho em lên 8kg đó. Rồi, cho lên 8kg. Bác bóp cho cái này xuống 4kg nhẹ nhàng luôn hả? Để tí coi bóp hết coi nó như nào. Cái này bình
nó nhỏ, bình này tính ra nó rơi vào tổng khoảng 6 lít chứ mấy. Mày có nhét 4 mà. Mình cho vô cái bình to mình thử thử anh. Bên nhà thằng có bình. Đó, thấy nó xì không? Nè, 9 ký thử xì ra nè. Rồi rồi rồi, đem điều áp cái này xuống đã. Điều từ điều áp đã. Điều áp đầu vào xuống. Xuống ký thôi. Các bác cứ để 8 ký làm chi, xài nó tốn hơi. Nó vừa tốn hơi mà nó vừa. Rồi, cái này từ đấy là em đang để ống 8 ra ống 10 đó. Để ống 8 nó kêu bình thường, dây 8 nó còn hơn. Bác cứ thử tí ra thử ống 8 đi, rồi. Bóp tiếp đi. Tiếp bóp. Đó, xuống 2 ký bắt đầu mới xìu. Thấy chưa? Trong bình còn bao nhiêu ký? 2 ký. Này, 2 ký là thấy không? 2 ký là nó xìu. Đó. Bóp nãy giờ đó. Căn bản là thứ nhất cái còi của bác á, bác chưa ống, thứ nhất là còi của bác là còi đôi mà một cây 1 mét, một cây 75. Thứ hai á là ống này là ống 10 này. Em thì em chỉ chơi ống 8 thôi. Em test nhiều còi thôi mà. Ống 8 cây nó không đặt. Ui giời. Dầu. Dầu nè. Nhớ của cái bơm có lọc đi. Không có, máy của bác máy dầu cũng được nhưng phải có lọc, không có lọc. Không có lọc nó ra nhiều. Nhớt không này, ống đục ngầu. Nói chung là còn thiếu một vài cái căn bản. Thứ nhất là van điện từ này, thứ hai là lọc này. Điều áp. Với lại van an toàn cũng còn thiếu, nói vậy chứ van an toàn nó vẫn phải có. Không, bây giờ không van an toàn nó có bơm nó có rồi. Ừ. Nếu mà bơm nó có van an toàn rồi thôi. Tơ mày sợ cái gì? Rồi bây giờ em 2 ký đúng không? Em bật tiếp này. Biết sao nó nặng không? Nó không có cái van đấy không? Là cảm giác bơm nó rất là nặng. Nó không có cái đầu xả đây này, nó cảm giác khi mà bơm lên van nó rất là nặng. Là 4 ký nhanh không? Nếu mà bình nhỏ như vậy này, nó ném từ 2 ký lên 8 ký rất là nhanh. Chưa đầy 1 phút nữa. 6 ký rồi nè. 5 ký mấy, 6 ký rồi. Bây giờ lấy cái đầu này nè, lấy cái đầu này cắm vô những bình lớn lên luôn. Để em thử cho. Bình đây nó phải hai bình đó là ở đây hai bình hả? Dạ. Hai bình là rơi vào tầm bao nhiêu lít? 15 lít hả? 15 lít thì nó phải hơn gấp đôi cái này, gấp gần 3 lần này đó. Rồi để em test cho. Lên rồi đúng không? Bây giờ là lấy cái này gắn vào khoan bấm hết còi chỗ này đã. Nóng máy. Nóng vậy thua gì? Nóng vậy là chuyện nhỏ. Mấy cái máy kia nó nóng ghê lắm. Vậy là chưa thua đâu. Em còn chưa hỏi cái khả năng hoạt động liên tục của con này là bao nhiêu này. Tại vì máy á nó sẽ có thông số hoạt động liên tục giống như con ARB á, con ARB của Jeep á là nó hoạt động 30 phút liên tục. Sau đó là nghỉ, đâu nghỉ. Nó nóng dây luôn. Hơi nó ra nó phải nóng. Nóng dây luôn. Nhưng mà bây giờ cái dây này này, độ được giải nhiệt nước thì nó mát rượi. Mẹ bơm này chắc xài siêu bền luôn, chỉ cháy bít tông thôi chứ còn. Mà nếu nó mát thì nó lại không cháy bít tông. Nhưng mà này cái này nó không xài nhớt thì không bao giờ nó hư hết đó. Nó hư đan. Khó hư lắm. Khó hư lắm. Không xài nhớt nó không. Không xài quá tải mà các bố ép nó quá là hư hết. Đúng rồi. Thì mình ép thôi chứ còn bình thường. Mẹ vợ bác ép bác nó còn hư cái bình này nó vậy thôi. Rồi bây giờ bấm hết hơi rồi. Cái đầu kia là 10 hả? 12. Ống vô 12 phòng thiếu coi thì con ống vô. Ống vô 12. Ống vô 12. 12 từ máy ra cho nó nhẹ á. Ống vô 12 đúng không? 12 rồi đợi tí. Đồng hồ thì phải gắn trước đây nè. Mà thế nên thiếu một đoạn ống rồi. Chiều rồi. Ở kia có bao một chiều hả? Vậy thì gắn đâu chả giống nhau. Đồng gắn đây nó như vậy mà. Bỏ cái bao một chiều cũng được mà. Mà phải cắt cái đoạn ống này ra. Dương có cái kìm không? Chúng tôi mình lấy kìm. Bây giờ có kìa. Có thuốc này. Ok. Rồi. Có bao nhiêu phút khi nó lên được 2 ký.
cho mấy anh độ như nào, mấy anh cầm về mấy anh độ chứ. Không thấy đó độ mà. Độ nào mà dân độ rồi thức độ nào, văn độ như này, không khí này, giờ bật đúng không? Ừ. Trong đây có bao một chiều sẵn rồi gì? Ừ. Thì mưa là biết bình nó xuống rồi. Bình này phải sang này. Bình dây, này phải dây nóng lắm rồi này. Không, nó vẫn chịu được. Nóng rồi vẫn chịu được. Dây của nó bình thường. 6 kg. Bao nhiêu phút vậy? À. 3 phút mấy đúng không? Thứ nhất bình yếu. Với lại theo nguyên tắc á, một bình nữa bác đổ đâu vậy? Đó, ngay trên luôn, ngay trên một bình. Đâu 2 3 phút. 2 bình. 3 phút mà mới được có 6 kg. Để em nói với bác này. Đây bà làm chỉ cho. Rồi từ từ thằng test. Rồi bây giờ 6 kg đúng không? 6 kg rồi bác bấm còi đi. Bác bấm đi. Bỏ van điều áp chưa? Chưa có van điều áp luôn mà. Sao phải được? Bây giờ bấm mấy phát hết. Chưa bỏ van điều áp rồi bác bấm tí là hết. Tốn hơi. Đây tới các bác độ bình tới 15 lít cơ mà này, xem bình Nhật của nó này, ghê lắm này, thấy không? Bình 15 lít cơ mà bơm nào chịu nổi. Hai bình luôn đi. Đây một bình nha. Ở tầm trên một bình nữa này, nhìn kỹ đi. Này. Ngược về này. Thấy không? Hai bình luôn này. Hai bình này nén thì làm sao mà máy bơm nào chịu nổi. Xài rơ re đảo ống 10. Này thực sự mà nói là khó có cái máy bơm nó có thể tiết kiệm được. ARB may ra thôi chứ mà chắc không bền được. Vẫn cháy như thường. ARB bây giờ nếu mà mua nó phải rơi vào tầm ít nhất vào tầm 6 triệu. Nãy em bật vào là thử cái còi của xe này đúng không? Cái còi này, xe này mà đang xài trực tiếp còi xe này mà. Đây độ hết rồi. Bơm này vô cái bơm. À cái mạch ấy, cái mạch pin. Ăn bóc còi em nhờ đi. Còn mà, bình của ăn mà. Tiếp tôi chưa thấy mấy ông nào phá đường phá xóm như mấy ông luôn, ba tôi mà có mấy lần hàng xóm thì tôi rải đến chết mấy ông luôn á. Không nổi đâu, bình 15 lít, anh muốn xài bơm này là phải hạ bình xuống, còn không thì nâng bơm lên.